Hôm nay trên đường đi làm thì mình có nhìn thấy một chiếc xe police họ đang đậu sẵn ở một cái ngã tư. Họ đang rình bắt những cái xe nào mà dừng stop sign không đúng cách. Thì đây là một cái ngã tư có stop sign all way gần trường học nên là họ đang làm rất gắt ở cái stop sign all way này đó thì trước mặt mình có một cái xe họ dừng không đúng cách này đó đã bị police họ quay đèn rồi và họ đã bắt cái xe này thì khi mà các bạn đến một cái stop sign all way các bạn hãy nhớ dừng đứng bánh xe trước vạch sau đó ngó trái phải đối diện đủ ba hướng và dừng đứng bánh hoàn toàn đứng bánh chứ không có được rè rè qua nhìn đủ ba hướng chống trả an toàn mình là người tới trước thì mình mới được đi các bạn nhớ nha đừng có rè rè rồi chạy qua luôn như chiếc xe vừa rồi là họ không có dừng đứng bánh nhưng đứng bánh xe tại vạch trắng đủ 3 giây, quan sát đủ 3 hướng, xe nào đến trước thì đi trước và chỉ được duy nhất một xe được đi mà thôi. Nếu thấy hay các bạn hãy nhớ bấm like và theo dõi kênh YouTube lái xe cùng Lâm Nguyễn nha.